đã bị đình chỉ công tác. Chiều nay đã có thông tin ông Graham Power bị đình chỉ do liên quan đến vị trí của ông ta trong cuộc điều tra lạm dụng trẻ em. Ông ta kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái. Hôm nay, các lãnh đạo của Mr. Power đã giải thích về quyết định của họ. Tôi đã trích dẫn các quy tắc kỷ luật đối với cảnh sát trưởng và một cuộc điều tra sẽ được thực hiện. Trước khi tôi từ chức, trợ lý bộ trưởng của tôi, Andrew Lewis, có cùng quan điểm với tôi rằng Graham Power là cảnh sát trưởng tốt. Vì vậy, khi biết rằng anh ta thực sự đã đình chỉ cảnh sát trưởng, đó là một bất ngờ lớn đối với tôi. Tôi đã phải chịu áp lực khá lớn từ Hội đồng các bộ trưởng, từ thủ hiến hiện thời, Frank Walker. Chắc chắn vậy. Tôi đã chịu áp lực liên tiếp từ họ trong một khoảng thời gian kéo dài với những điểm đáng chú ý xung quanh Hội đồng các bộ trưởng. Anh phải loại bỏ người đó. Anh phải sa thải anh ta. Tôi không nghi ngờ gì về việc Graham Powers phải ra đi. Tôi không nghi ngờ gì hết rằng anh ta phải bị đình chỉ. Tôi đã báo trước được chuyện đó. Tôi muốn anh ta rời khỏi vị trí đó khi vẫn còn uy tín. Và anh ấy có thể đã làm được. Anh ta đã không để Lenny Harper gây nổi loạn với các cuộc họp báo và tiến hành toàn bộ sự việc. Các phân tích pháp y chỉ ra rằng không có những vụ giết trẻ em hoặc những người khác tại Guarani. Chúng tôi cũng không có các bằng chứng cho thấy rằng các thi thể đã bị phá hủy, chôn cất hoặc giấu đi. Không có các báo cáo mất tích. Không có các cáo buộc đáng tin cậy nào về vụ giết người. Không có nghi phạm trong vụ giết người và không có khoảng thời gian cụ thể về vụ giết người. 170 mảnh xương, chủ yếu là xương động vật, được tìm thấy trong khu vực Guarani khi cuộc tìm kiếm được thực hiện. Trong số đó, có 3 mảnh vỡ có thể là của con người. Mảnh lớn nhất dài 25mm. Có 65 chiếc răng được tìm thấy trong ván sàn và ở một nơi khác. Những chiếc răng này có vẻ ngoài như bị rụng một cách tự nhiên. Nhân viên trong bức ảnh cao khoảng 1m8 và bạn có thể thấy chiều cao của khoảng trống. Nó không phải là một ngục tối và cũng không phải là một căn hầm. Mọi chuyện là như thế nào? Ý tôi là, trong hồ sơ có ghi rằng có hài cốt của 5 đứa trẻ đã được tìm thấy tại ngôi nhà đó. Với tư cách là phương tiện truyền thông, chúng tôi đã nói với công chúng rằng đây là sự thật. Và bây giờ, hôm nay các anh nói với chúng tôi, thật ra tất cả đều vô giá trị, rất khó để chấp nhận chuyện này. Đúng vậy, và tôi rất tiếc. Tôi ở đây đại diện cho cảnh sát Jersey. Tôi đại diện cho tất cả các đồng nghiệp của tôi ở đây và rất tiếc rằng điều này đã thực sự xảy ra. Đã có những chuyên gia PR được đưa đến để kích thích trí tưởng tượng của Jersey. Tôi nghĩ đó là một điều bình thường xảy ra sau khi những tin tức khủng khiếp như vậy được công bố rộng rãi. Các phương tiện truyền thông cố gắng đưa những tin giật gân đang xảy ra và sau đó lại vứt vào thùng rác những tin giật gân đó. Và không chỉ một ngày, nó kéo dài trong vài tuần và họ ngày càng đưa ra nhiều hơn nữa. Và gần như thể tất cả điều này đã được tính toán trước. Tôi tức giận vì những người chăm sóc, bởi vì chính họ, điều này khiến họ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Họ nghĩ, đúng vậy, chúng ta sẽ không bao giờ có được công lý. Mọi thứ mà chúng ta đang hướng tới dường như đều bị phá hỏng. Graham đã bị đình chỉ công tác, vì vậy anh ta đã giữ im lặng. Còn tôi thì bị tấn công, tôi không có tiếng nói. Và đó là lúc Neil and Rico đến. Bất kỳ ai cũng rõ rằng Graham Power đã bị đối xử bất công tại Jersey và ông ta đã bị thay đổi vị trí bởi vì ông ta có sự táo bạo để Lenny Harper điều tra vụ lạm dụng trẻ em kéo dài hàng chục năm. Đó là tất cả những gì đã xảy ra. Bởi vì nếu anh nhớ, trở lại thời gian trước chiến dịch Rectangle, các bài xã luận trên tờ báo duy nhất của chúng tôi đã ca ngợi Lenny Harper vì đã diệt trừ được nạn tham nhũng. Đúng vậy, vào năm 2007, họ là hai cảnh sát xuất sắc nhất. Sau đó, một cuộc điều tra về lạm dụng trẻ em bắt đầu đưa ra và
sau đó họ là hai cảnh sát tồi tệ nhất trên thế giới. Và bạn nghĩ, làm thế nào mà cái chuyện kỳ cục đó lại xảy ra được? Và đó là khi anh và tôi nói, anh biết không, nếu chúng ta làm điều này, đúng, chúng ta sẽ làm điều này. Tôi đã thực hiện tổng cộng 300 video và một số video đặc biệt. Nó ở đâu nhỉ? Đó là 14 phút kỳ lạ. Một điều là không có bất kỳ khoảng trống nào ở đây. Nó có gì khác biệt cho dù bạn gọi chúng là hầm hay khoảng trống? Chúng tôi lên đó, quay phim và chúng cao tới 1m8. 1,37m, đó không phải là điểm cuối. 1,37m, nó còn cao hơn thế. Nếu bạn lên đây, nơi tôi đang đứng bây giờ, bê tông quanh đây và tôi không biết là đâu. Sàn nhà, tôi thậm chí cần phải cúi xuống. Tôi cao khoảng 1m77. Không có sự khác biệt lớn vì chắc chắn có đủ không gian dưới đó cho một kẻ lạm dụng trẻ em phạm tội. Có một căn phòng rộng rãi ở đây. Nếu ai đó muốn làm bất cứ điều gì với lũ trẻ thì có ngay căn phòng rộng rãi ở đây, ngay cả khi tôi cúi xuống. Nhưng tất nhiên, một mảnh sọ của đứa trẻ đã được tìm thấy ở Garani. Đây là tin tức địa phương. Nhưng sau đó, sau một khoảng thời gian, họ báo cáo rằng đó là vỏ dừa. Và người dân Jersey nghĩ, cái gì thế? Đó là lý do tại sao chúng ta nói về điều đó. Nhưng không ai từng nói, làm thế nào mà chuyện quái quỷ đẫm máu lại xảy ra? Làm thế nào để một mảnh sọ của một đứa trẻ lại biến thành một mảnh vỏ dừa? Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng chưa ai hỏi. Chúng ta có, và chúng tôi đã viết blog trên mạng. Chúng tôi đã đưa tất cả các bằng chứng từ các nhà nhân chủng học lên. Đó là khi chúng tôi phát hiện ra rằng bằng chứng không được bảo vệ khi nó rời Jersey. Chúng đã thay đổi kích thước, kết cấu và màu sắc. Khoan đã, nó có bị tráo đổi không? Chưa ai từng hỏi câu hỏi đó. Tôi không nghĩ ta sẽ nhận được câu trả lời cho mọi câu hỏi, nhưng tôi nghĩ bạn phải hỏi những câu hỏi đó trước. Và thực tế là rất nhiều người trong số họ không nhận được câu trả lời hoặc bị bỏ qua, không cung cấp cho họ câu trả lời mà họ đang tìm kiếm. Chúng tôi đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp trong thị trấn. Chúng tôi đã mời Mick Redwell tham gia. Chúng tôi hỏi anh ta chuyện gì sẽ xảy ra và anh ta nói, các vị chỉ cần từ bỏ vụ án của mình, không ai trong số các vị sẽ đạt được điều mình muốn. Vì vậy, hãy bỏ vụ án của mình ngay bây giờ. Các bằng chứng mà Lenny Harper đã thu thập chỉ ra rằng không có vụ giết người nào ở đó. Chúng tôi rất tức giận với phản ứng của anh ta. Chúng tôi bị choáng. Vì vậy, chúng tôi phải yêu cầu anh ấy rời đi. Và đó không phải là một miếng vỏ dừa, đó là mạng sống của một con người. Trẻ em bị lạm dụng một cách có hệ thống, hết lần này đến lần khác và bị bỏ qua. Tôi không muốn trải qua nó ngay từ đầu. Và sau đó tôi đã cố gắng can đảm để thực sự nói ra và tiết lộ những gì đã xảy ra. Có bằng chứng ở đó để chứng minh những gì đã xảy ra, và rất nhiều trong số đó không bao giờ được đưa ra tòa. Các cáo buộc không dừng lại ở Garani. Tại Blanc-Pierre, những người chăm sóc trẻ Jane và Alan Maguire khiến trẻ em bị xâm hại thô bạo về thể chất và tâm lý. Ông đã hủy hoại cuộc sống của rất nhiều trẻ em ở Jersey. Ông có hối hận không? Tôi đã cố gắng tìm câu trả lời cho những câu hỏi mà tôi đã hỏi các chính trị gia. Họ phớt lờ tôi. Sau đó, tôi phải đi tới trước cửa nhà họ. Bộ trưởng Tư pháp, ông có thể nói với công dân của Jersey không? Tại sao ông quyết định không truy tố? Bộ trưởng Tư pháp, ông có muốn nói với những người đóng thuế tại sao ông không truy tố không? Tôi vẫn lo lắng cho các nạn nhân. Những người rõ ràng là rất buồn về trường hợp của họ. 11 hoặc 12 trường hợp bị bỏ qua. Mặt khác, tôi nghĩ Bộ trưởng Tư pháp lo ngại rằng ông ta không muốn tiếp tục khởi tố, rằng ông ta không chắc chúng tôi sẽ chiến thắng. Bộ trưởng Tư pháp của hòn đảo William Bihachi đã tiết lộ rằng sẽ không có hành động nào khác được thực hiện đối với cặp vợ chồng bị bắt vào tháng 6 như một phần của cuộc điều tra do không có đủ bằng chứng. Em trai tôi đã trở thành Bộ trưởng Tư pháp. Và đối với một số người, đó là bằng chứng của tham nhũng. Đây là một cộng đồng nơi có hai anh em cùng làm trong văn phòng chính phủ và do đó là biểu hiện tham nhũng. Không phải vậy. William là Bộ trưởng Tư pháp của hòn đảo trong quá trình diễn ra chiến dịch Rectangle.
Ông Baihachi nói rằng có thể hiểu được việc nạn nhân nghi ngờ các nhà chức trách. Nhưng lý do cho sự ngờ vực này bắt nguồn từ cảnh sát và các dịch vụ dành cho trẻ em, chứ không phải là văn phòng của ông này. Hôm nay, Gordon Claude Wateridge bị kết tội lạm dụng tình dục những cô bé mà ông ta chăm sóc vào đầu những năm 1970. Ông ta đụng chạm 3 cô bé ở Guarani. Colin Timbrook, kẻ được gọi là người đàn ông chăn gối, hắn đã lạm dụng nhiều người. Con gái riêng của hắn đã ra mặt và nói rằng cô đã bị hắn lạm dụng. Bây giờ hắn đã chết. Và còn rất nhiều người khác. Jimmy Savile, anh biết đấy. Wilfred Witzewski, ông từng là thượng nghị sĩ. Sau đó chúng ta còn Jeff Lermagan. Đây không chỉ là chuyện một quả táo hỏng hay một vài quả táo hỏng. Nó đã lây lan. Chiến dịch Rectangle đã xác định được 192 nạn nhân và 121 tình nghi còn sống. 30 nhân vật tình nghi đã qua đời. Chúng tôi muốn công lý. Tôi sẽ chuyển sang cho một người biết làm thế nào để nói chuyện với công chúng, thượng nghị sĩ Stuart Sarbrecht. Chúng ta muốn gì? Công lý. Khi nào chúng ta muốn nó? Ngay bây giờ. Cyret đã hàng ngày tố cáo dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp. Áp lực thật kinh khủng. Và những người cung cấp dịch vụ liên tục bị chỉ trích tại thời điểm đó. Tôi đã nói điều gì đó mà tôi không nên nói. Nhưng đó là do sự khiêu khích quá lớn. Nếu bạn đọc các bài đăng trên blog vào những ngày tháng trước đó, những nhận xét của tôi về dịch vụ mà Jersey đã cung cấp hiện tại và rằng không ai muốn đến và làm việc ở Jersey. Chúng tôi đã có những người kêu gọi không tốt và chúng tôi có những đứa trẻ cần sự chăm sóc và tòa án vẫn đang yêu cầu trẻ em và đưa chúng vào sự chăm sóc của nhà nước. Có lẽ tôi chỉ nên nói về anh ta. Sẽ tốt hơn nếu tôi làm vậy. Bởi vì anh ta xứng đáng với điều đó. Tôi đã phải trả giá về mặt chính trị. Tôi từ chức vài tháng sau và tôi không tái tranh cử. Kinh nghiệm của tôi khi ở trong chính phủ, tham gia vào việc thông qua các bộ luật, là bất cứ điều gì liên quan đến dịch vụ tài chính thì sẽ đặt lên đầu danh sách về khả năng nhận tài nguyên. Đó thường được coi là ưu tiên hàng đầu hơn là bảo vệ nạn nhân. Nếu như áp dụng điều gì đó liên quan đến luật tội phạm tình dục, thì tôi mới bắt đầu làm một số công việc về nó vào năm 2003. Tôi đã xem 27 bản thảo mà tôi đã nghiên cứu rất nhiều để có được luật này. Vì vậy, thật tiếc khi nói rằng vào thời điểm chiến dịch Rectangle thì chúng ta không có luật pháp quan trọng nào được áp dụng về bảo vệ trẻ em. Nó trái ngược với sự tiến bộ của luật tài chính, bởi vì nền kinh tế của chúng ta dựa trên các dịch vụ tài chính. Khi còn đứng đầu dịch vụ tư vấn kinh tế, tôi đã nói với nhiều công ty về việc đặt trụ sở tại Jersey. Một trong những vấn đề mà tôi phải đối mặt là cách thức chính phủ đã giam cầm đối với ngành tài chính và con đường phát triển của ngành tài chính. Khi tôi nói, chúng tôi muốn bộ luật này, và nhân tiện, chúng tôi đã viết nó cho các anh, và nó đã được thông qua bởi Quốc hội với cái gật đầu, bởi vì nói chung, các nghị sĩ ở Jersey, một tình huống rất kỳ lạ với những người đại diện và liên kết. Hầu hết trong số họ không biết gì về các dịch vụ tài chính quốc tế. Họ không có khả năng phản biện bất kỳ luật nào. Vì vậy, ngành tài chính yêu thích nơi này, bởi vì họ có một nơi sẽ không phải thay đổi chính phủ. Luôn có những người cấp cao, và những người đó có thể đưa ra các bộ luật do chính họ ủy quyền. Một buổi sáng, tôi đang đi bộ băng qua đường lái xe và ngay lập tức ba chiếc xe cảnh sát không có dấu hiệu dừng lại. Có hai sĩ quan trên mỗi chiếc xe, trong ba chiếc xe đó, sáu người họ nhảy ra và bao quanh tôi. Một người nắm lấy cổ tay tôi và nói, Stuart, anh bị bắt vì vi phạm luật bảo vệ dữ liệu. Họ đã lấy tôi làm mẫu. Y như họ đã làm với Graham Power. Điều này làm mọi người khác trong cộng đồng khiếp sợ, khiến họ phải im lặng và cúi đầu xuống, không làm rung chuyển con thuyền. Chúa ơi, nếu những người này có thể làm điều đó với cảnh sát trưởng và họ có thể làm điều đó với thượng nghị sĩ, thì cơ hội nào để cho chúng ta có thể chống lại họ? Đó là nhà tù Jersey ở đằng kia. Họ đã bỏ tù tôi 2 lần 3 tháng. Tôi hoàn toàn mong đợi được bỏ tù một lần nữa.
Xin chào Stuart, được thả một lần nữa. Một năm khác, một tộc khác trở thành tù nhân chính trị. Kế hoạch là gì? Anh vừa mới làm được 2 tháng. Kế hoạch cho việc ra tù lần này của anh là gì? Cuộc điều tra công khai vào nhà trẻ Jersey cuối cùng đã được tiến hành vào năm 2014, 6 năm sau khi nó được hứa hẹn thực hiện. Nó thực sự là một chuyến tàu lượn siêu tốc khi cuộc điều tra được tiến hành và hoạt động. Đó là nỗ lực chung để giữ cho vụ án tồn tại và được điều chỉnh. Bởi vì mỗi lần có chính phủ mới, vụ án lại bị bỏ qua và chúng tôi phải làm lại để giữ cho nó tồn tại, để giữ cho nó trên các phương tiện truyền thông để đến được nơi cuối cùng chúng tôi cần đến. Lúc đầu, nó chỉ là Guarani, nhưng chúng tôi đã thay đổi nó để tiếp cận tất cả các nhà chăm sóc trẻ em, bao gồm cả các nhà nuôi dưỡng. Chúng tôi có 4 mục tiêu. Đầu tiên là một lời xin lỗi đến tất cả những ai đã phải chịu đựng khi còn nhỏ. Thứ hai là xác định danh tính thông qua hồ sơ để mọi người biết chính xác họ đến từ đâu, nơi họ đã đến để thực hiện kế hoạch chỉnh sửa, để đưa ra một số hình thức bồi thường, và sau đó Ủy ban điều tra xem tất cả những thứ này là như thế nào và tại sao được phép xảy ra. Không còn nhiều người trong số chúng tôi. Tôi nghĩ thế giới nên biết những điều mà hòn đảo nhỏ bé này không muốn thế giới biết. Họ chỉ muốn thấy nó là hòn đảo của người giàu, một nơi yên tĩnh để nuôi dạy con cái. Nhưng đằng sau hậu trường, họ có bao giờ bận tâm về những đứa trẻ thực sự cần được giúp đỡ không? Peter Hannaford, anh ấy ở Garandi, bị lạm dụng tình dục khủng khiếp. Gần như đêm nào anh ấy cũng bị lạm dụng. Peter, anh ấy nghiện rượu khá nặng, nhưng cũng là một người đáng yêu. Thật buồn. Peter là một trong những người đầu tiên lên tiếng về vụ lạm dụng. Heidi đã ở Garani với chúng tôi, với những người anh em của cô ấy. Nhiều đứa trẻ ở trong nhà trẻ hoặc tự tử hoặc chết vì ma túy hoặc là rượu. Paul chết vì ma túy quá liều. Thực ra anh ấy xuất thân từ một gia đình trung lưu. Họ không thiếu tiền. Anh ấy đi học ở một trường tư thục. Vì lý do nào đó, anh ấy đã tới Garani. Và sau đó, khi anh ta rời khỏi Garani, anh ấy bắt đầu dùng ma túy. Và đó là thứ đã giết anh ấy. Thật không may. Anh thấy có nạn nhân và có người sống sót. Nạn nhân là những người không thể buông bỏ. Họ có thể bị lạm dụng 10 năm trước, 50 năm trước, nhưng họ vẫn là nạn nhân. Với họ, nó vẫn là ngày hôm nay hoặc ngày hôm qua. Và đó là một cơn ác mộng sống đối với họ. Họ nghiện rượu, ma túy, không thể làm việc, họ có vấn đề về tình cảm. Và sau đó có những người sống sót, như tôi. Cố gắng và tiếp tục với cuộc sống của mình, cố gắng không để những gì đã xảy ra khi còn là một đứa trẻ quyết định cách sống như thế nào khi trưởng thành và cố gắng vượt lên trên nó. Tôi đã quá sợ hãi nên khó nói với bất kỳ ai. Tôi đã nói chuyện đó với anh trai tôi. Tôi biết một sự thật rằng Michael đã trải qua những gì tôi đã trải qua. Và tôi tin rằng anh ấy phải chịu đựng rất nhiều. Anh ấy đã kết thúc chuyện đó. Anh ấy đã trèo cổ tự tử. Và tôi tin chắc rằng đó là do lạm dụng tình dục. Anh ấy mới 14 tuổi. Vì vậy cho đến ngày nay, tôi tin chắc điều đó, không có lý do nào khác. Anh ấy phải chịu đựng quá nhiều. Họ sẽ không có ngày được kể trước tòa, nhưng họ muốn câu chuyện của họ được nghe. Và điều đó rất quan trọng với tôi, rằng họ có quyền kể câu chuyện của họ, và họ cũng có quyền công khai nó.
Tôi đã nghe rất nhiều bằng chứng từ các nạn nhân và những người sống sót. Và một số người đặc biệt nói rằng anh ta bị cưỡng hiếp như thế nào khi còn là một đứa trẻ 8 tuổi. Hậu môn của anh ấy bị chảy máu trong nhiều ngày, vì vậy anh ấy đã bịt nó bằng giấy vệ sinh. Cuối cùng, nó chảy máu kinh khủng, họ phải đưa anh ấy đến bệnh viện. Nó quá... Tôi có nhiệm vụ cố gắng bảo vệ danh tiếng của Jersey không? Vâng, tất nhiên là tôi đã làm. Nhưng nhiệm vụ chính của tôi, động lực chính của tôi, mục tiêu chính của tôi luôn luôn là để nhận ra sự thật, để bảo vệ trẻ em và truy tố những kẻ phạm tội. Chúng tôi không có gì phải che giấu và chúng tôi muốn mọi người Jersey và thực sự xa hơn đều biết rằng chúng tôi không có gì để che giấu. Không có cuộc kiểm tra bên ngoài nhà của trẻ em hoặc các dịch vụ trẻ em trong khoảng 20 năm. Không có câu hỏi nào được đặt ra. Điều này là không thể chấp nhận được. Vào ngày 9 tháng 5 năm 2008, chấp hành viên của Jersey, ngài Philip Pahachi, đã thực hiện bài phát biểu nhân ngày giải phóng. Chúng tôi không thể chấp nhận rằng một chính trị gia và luật sư giàu kinh nghiệm đã vô tình nói về cuộc điều tra là, mà tôi xin trích dẫn, là sự kết hợp không may của các từ ngữ. Chúng tôi thấy rằng Thượng nghị sĩ Syrett đã làm sáng tỏ các vấn đề liên quan về lạm dụng trẻ em cần được giải quyết để đảm bảo sự an toàn của trẻ em ở Jersey. Chúng tôi cũng ghi nhận thắc mắc về cách thức đình chỉ ông Power. Graham Power đã bị đình chỉ công tác mà không có thông báo liên quan tới những thất bại bị cáo buộc trong quá khứ, hay những thất bại trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến khả năng làm việc của ông Power trong tương lai để thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong suốt chiến dịch, tất cả các chính sách và các quyết định truy tố đã được thực hiện một cách công tâm và đúng đắn. Chúng tôi kết luận rằng không có tham vọng chính trị ở Jersey ảnh hưởng đến các vấn đề xã hội liên quan đến phúc lợi của trẻ em. Trẻ em vẫn có thể gặp rủi ro ở Jersey, và những đứa trẻ trong hệ thống chăm sóc không phải lúc nào cũng nhận được chất lượng chăm sóc và hỗ trợ mà trẻ em cần. Sự thật đã lộ diện, và điều đó quan trọng đối với tôi, bởi vì chúng tôi không được tin trước đây, và bây giờ chúng tôi đã được tin tưởng. Thường thì trẻ em không được tin tưởng. Sự thật không thể lặp lại đã bị che giấu, bởi vì đó là điều có thể làm dễ dàng nhất. Tôi thật lòng xin lỗi. Chúng ta đã không làm những gì chúng ta nên làm. Mọi người quan tâm nhiều hơn đến hiện trạng cho một cuộc sống yên tĩnh hơn là trẻ em. Trên quan điểm cá nhân, nó khiến tôi trở thành một người mạnh mẽ hơn. Không có gì bí mật khi tôi đã cố gắng tự tử nhiều lần trong đời. Nhưng trải qua toàn bộ quá trình giúp đỡ những người khác, vận động hành lang, đấu tranh cho công lý bằng hình thức này hay hình thức khác đã giúp ích cho tôi. Có vẻ buồn ngủ rồi. Không cần sự chăm sóc của thế giới. Con bé có lông mi dài. Thời trẻ, tôi rất sợ có con. Và tôi nghĩ đó là do cách tôi được nuôi dưỡng. Tôi nghĩ rằng rất nhiều cô gái không có con vì lý do về những gì đã xảy ra với họ. Liệu họ có thể vượt qua và họ có thể làm những gì? Bạn biết đấy. Tôi không tin rằng chúng ta đã đi đến điểm cuối. Đây là điều mà tôi nghĩ. Tất cả đều đang diễn ra bởi vì Jersey vẫn có cấu trúc giống hệt như nó đã từng trong suốt những thập kỷ qua. Khi bạn nhìn vào hai khía cạnh, những người muốn lên tiếng, cuộc sống của họ đã bị phá hủy. Họ mất nhà, mất mối quan hệ, danh tiếng, sự nghiệp, tất cả mọi thứ.
Và những người đang cố gắng bảo vệ danh tiếng của Jersey, họ đang làm khá tốt. Cảm ơn rất nhiều. Tất cả họ là nữ hoàng khen tặng. Còn những người đã mất mạng thì sao? Và chính những người sống sót, họ không đáng được công nhận sao?